Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người những cái mẹo giúp các bạn chụp ảnh sản phẩm được đẹp hơn, cuốn hút hơn. Và trước giờ mọi người luôn biết là đa phần thì mình khá ít sắp xếp, mình khá ít setup, mà thường là mình hay quay những cái gì nó có tự nhiên. Thế nên hôm nay mình quyết định là sẽ mời một cao thủ chuyên về chụp sản phẩm để chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Let's go! Chân mình đi đột nhập gọi là gì nhỉ, căn cứ của idol chụp sản phẩm số 1 Vịnh Bắc Bộ, căn nhà đơn sơ đầy đủ luôn này. Đây mới là một nửa căn cứ nhé, còn một nửa còn lại kho bên kia mọi người sẽ thấy 1 tỷ đồ luôn. Lát nữa mình sẽ cho mọi người đi ngó thử. Trong này gồm tất cả mọi thứ để chụp sản phẩm, gần như là một số đồ chị đang để tâm để quay phim, còn lại là gần như là chị chỉ chụp trong cái không gian này. Thì giới thiệu mọi người đây là idol Hà Nẵng. Còn đôi khi mình nghĩ là mình không cần phải giới thiệu nữa, mọi người xem TikTok hay là xem trên YouTube thì viral quá nhiều rồi. Một ba chùm mới chụp sản phẩm. Ba chùm. Thì hôm nay mình sẽ lên và hỏi một vài kinh nghiệm cho mọi người để xem là chị Hà thường chụp sản phẩm như nào và làm thế nào những bạn muốn học chụp sản phẩm có thể làm những sản phẩm nó đẹp hơn, nó hấp dẫn hơn. Và mọi người cũng biết là cá nhân mình thì mình thường hay thích quay những cái thứ bên ngoài, nó tự nhiên, nó travel một tí. Còn để mà setup thì chắc chắn mình phải cho mọi người gặp những người có kinh nghiệm được đỉnh nhất trong ngành này. Chào mừng mọi người đã đến với podcast của mình Travel. Mình vừa quay podcast nhà chị Hà xong, bây giờ mình cướp sân luôn. Thì nơi mà mình sẽ phỏng vấn những người đỉnh nhất trong lĩnh vực quay chụp. Với tập đầu tiên của podcast thì mình sẽ nói về chủ đề là chụp ảnh sản phẩm. Thì chị có thể chia sẻ một thứ chị nghĩ là quan trọng nhất để mà có một cái tấm ảnh chụp sản phẩm đẹp. Như mình hay đi quay chụp ở ngoài đúng không? Thì nó sẽ có một thứ nó quan trọng nhất thì hơi khó. Nhưng mà nó sẽ là cái khác biệt nhất. Nhưng mà mình làm chụp ảnh sản phẩm và mình làm những cái lĩnh vực chụp ảnh khác, đấy là mình sẽ phải có một cái set design. Tức là khi mà mình ra ngoài thì mình sẽ là chụp những cái thứ có sẵn đúng không? Đấy, khung cảnh, bối cảnh nó sẽ là có sẵn rồi. Nhưng ví dụ với chụp ảnh sản phẩm thì mình sẽ phải set up mọi thứ từ đầu. Đúng rồi. Đó. Thì thường là những khi mà em làm những cái job lớn quay TVC quảng cáo, gần như là em sẽ có ít kinh nghiệm về phần design này nên là em sẽ thuê nguyên một bạn set design riêng, một bạn food stylist riêng và các bạn sẽ lo hết những phần đó. Thì giả sử là các bạn đang làm sáng tạo nội dung hoặc các bạn muốn chụp ảnh sản phẩm tại nhà chẳng hạn, các bạn muốn có một cái set đẹp thì theo chị là các bạn có thể bắt đầu học từ đâu? Chị nghĩ là cách tự học đơn giản nhất ấy, mà cũng là hiệu quả nhất ấy. Đấy là mình có thể cover lại những cái bức ảnh từ người khác. Có rất là nhiều trang, ví dụ ý tưởng như Pinterest này hay Behance này. Mình lên đấy mình search một cái từ khóa về cái sản phẩm mình muốn chụp, nó sẽ cho mình rất nhiều ảnh mẫu. Sau đấy thì mình sẽ xem cái bức ảnh nào mình thích nhất, nó nằm trong cái khả năng mà mình có thể thực hiện được, thì mình sẽ đi mua đồ để co các thứ rồi mình xét, mình chụp theo. Đó. Thì cũng khá là giống cách mà em chia sẻ mọi người học về làm phim ấy. Khi mọi người muốn làm những video hay, muốn làm bộ phim hay thì cũng sẽ đi học những cái video, cover lại những cái video đã đỉnh, rất là hay trên mạng và mình làm về mình làm thử xem sao. Đó. Thì khi mà chị cover thì chị thấy là cái khó khăn khi mà mình học một cái từ trên Pinterest hay là Behance, mình chuyển thể nó thành hiện thực, thì khó khăn nhất của chị là gì? Khó nhất thì chắc là để có thể chụp giống hệt như thế thì nó sẽ là khó nhất. Bởi vì là khi mà mình nhìn thì ok, là những cái về bố cục, về gọi là mua đồ decor mình có thể mua tương tự như vậy, bố cục mình có thể sắp xếp giống như vậy, nhưng mà cái cách mà mình set up ánh sáng như thế nào đúng không, hay là góc máy ra làm sao, hay là thông số như nào để nó có thể ra bức ảnh đẹp, thì nó sẽ là những cái khó. Nên nó sẽ liên quan đến gọi là về mặt kỹ thuật nhiều hơn. Đấy. Thì dần dần khi mà mình tự học nhiều, mình chụp nhiều, mình phân tích nhiều thì mình sẽ biết được là với cái bức ảnh như vậy thì họ sẽ lighting như nào. Khi mà quay phim thì em thấy là đánh sáng nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà chụp sản phẩm thì mình sẽ phải đánh sáng rất cầu kỳ đúng không? Đôi khi mình sẽ đánh điểm rất là nhiều thứ, làm sao để sản phẩm không bị bóng này, rồi làm sao để chỗ này sáng chỗ kia tối. Mình nhìn một cái bức hình nó rất nhỏ trong một sản phẩm nhỏ thôi, nhưng thực tế là đánh sáng nó sẽ rất là cầu kỳ. Thì thường là ánh sáng chị học từ đâu? Lúc mà mới bắt đầu ấy thì là chị học ở trên các cái kênh YouTube là nhiều.
Mình sẽ lên đấy mình search những cái từ khóa về chủ đề sản phẩm, thường là sẽ bằng tiếng Anh thôi, bởi vì những cái kênh mà hướng dẫn ở ở Việt Nam thì nó chưa có nhiều lắm. Đấy, thì sau đấy mình sẽ xem cái cách mà người ta setup. Mình sẽ xem là cái nào mà nó gần gũi với những cái thiết bị mà mình có nhất. Đấy, thì mình sẽ xét theo. Dần dần thì khi mà mình đã bắt đầu chụp được ok thì mình có thể gọi là bỏ tiền để mình mua những cái khóa học trả phí. Thì từ đấy thì mình sẽ gọi là mua sắm đồ đạc dần rồi mình chụp nhiều. Thì là mình sẽ gọi là biết được cách setup cho hợp lý. Có những thời điểm em cũng từng làm những cái em lên cover những cái set. Và em thấy là cái việc là mình chọn cái vật liệu giống rất là khó để mà em mua những vật liệu, thì kinh nghiệm chị khi mà chọn vật liệu hay là làm sao để làm được những vật liệu giống như thế? Tức là ý em là những cái đồ đề co đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên là mình sẽ phải mua nhiều đã. Cái gọi là mình cố gắng chăm chỉ. Mình sẽ gọi là ví dụ như là em chụp food đúng không? Thì nó sẽ có bát đũa, đồ gốm, vân vân. Thì là gần như là tất cả những cái hàng đồ gốm sứ ở Hà Nội là mình sẽ phải tìm hiểu và mình biết là những cái nơi đâu, những cái đồ bán đồ đẹp, tức là cái khả năng săn lùng cũng là một trong những cái ấy. Cái thứ hai là mình sẽ phải xác định được chính xác là mình cần những cái đồ nào. Thì khi mà mình biết được chính xác cái đồ đấy thì mình sẽ gọi là lên sàn thương mại điện tử, mình ra các cái cửa hàng mà mình tìm, mình lựa chọn thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Còn nếu mà mình thực sự là muốn những cái đồ prop đẹp thực sự thì mình phải đến đúng cái địa chỉ mà để mua cái món đồ đấy cơ. Như vải thì mình ra hàng vải. Mình phải chọn trong gọi là muôn vàn vải, mình chọn một cái những cái mảnh vải phù hợp để làm vải chụp chẳng hạn đấy. Hay là ví dụ với bát đũa thì mình phải ra hàng bán đồ gốm sứ. Đó. Rồi về cây giả thì mình phải đến hàng mua cây. Còn khi mà có những cái hàng mà nó kiểu bán tổng hợp tất cả những cái đồ như thế thì mọi thứ nó sẽ chỉ ở mức độ gọi là cơ bản thôi. Còn nếu mà mình muốn lựa chọn những cái tinh xảo hơn thì mình sẽ phải những cái bên chuyên nghiệp thì họ còn có những phải đặt thiết kế cơ. Thì cái chính là mình dành càng nhiều thời gian cho nó thì mình sẽ càng có những sản phẩm đẹp đúng không? Đúng như chị Hà chia sẻ là cái set nó sẽ là cái quan trọng nhất. Nếu mà mình chỉ học được kiến thức không thì nó sẽ rất là khó. Thì bây giờ chắc mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng, chúng ta sẽ đi khám phá tất cả ngóc ngách của studio chị Hà xem nó có gì hay hay không. Chị Hà dẫn mình đi một vòng thay vì mình chỉ ngồi nghe không đúng không? Ok. Thì có thể giới thiệu room tour một vòng của ok, đây là cái góc chụp chính này, thì nó sẽ là một cái giá treo phông ở phía sau và một cái bàn chụp ở phía trước. Đấy, thì trông nó nhỏ nhỏ này thôi, tất cả những cái set design thì hầu như là chị sẽ set ở trên cái bàn này. Thế còn đằng sau thì dùng để kẹp phông nền rồi kiểu set up background các thứ thì nó sẽ ở đằng sau, xung quanh thì chị sẽ set đèn. Đúng rồi, em cứ nghĩ là cái phông thì nó phải to lắm. Có nghĩa là nó nhỏ nhỏ như này mà nó vẫn cover hết được tấm ảnh. Nó chỉ thế thôi, bởi vì thật ra sản phẩm chị chụp là những cái nhỏ nhỏ như kiểu mỹ phẩm với cả trang sức ấy. Thì là cái station nó không cần phải quá lớn. Thế còn nếu mà lớn quá thì sẽ dưới tầng nó sẽ có một cái phông mẫu kéo xuống. Thường em hay quay phim ấy thì nó phải có chuyển động cú máy mà, nên em toàn dùng cái phông nó to đùng mà. Giới thiệu mọi người bên này là cánh cửa thần kỳ. Cánh cửa này để mình diễn lại cho mọi người. Như nào? Hà, chị Hà ơi, em đang muốn chụp sản phẩm mà sản phẩm em xấu quá. Con tên thần đánh chị Hà, chúng ta mở cửa ra rồi sau đấy là cầu cứu. Đúng. Cánh cửa thần kỳ. Góc bên này là gì mà em thấy nhiều hộp đấy nhỉ? Bên này nó sẽ là những cái gọi là kiểu bảo bối của những người chụp sản phẩm. Ví dụ như là sẽ có riêng một hộp chỉ dành cho băng dính. Tất cả các loại băng dính. Băng dính giấy, băng dính hai mặt, băng dính siêu nano siêu dính. Đấy. Thì mình sẽ mỗi cái sản phẩm mình cần cố định, rồi blue tack này, đất sét này để dính trong môi trường nước. Đất sét. Nước cũng dính được luôn. Tức là mình, kiến thức này được tiếp thu. Thì mình phải cố định sản phẩm prop rất là nhiều nên mình sẽ phải dùng. Đấy. Rồi sẽ có những cái hộp kiểu chuyên đựng kẹp ấy, chỉ toàn kẹp thôi. Mình sẽ phải kẹp cành cây lên này, hay là kẹp phông nền vân vân. Đó, rồi những cái như kiểu kim chỉ, súng bắn keo, formex. Như một người thợ đấy chứ. Nó sẽ hơi kiểu thủ công mỹ nghệ một chút. Đấy, thì chụp ảnh sản phẩm nó sẽ như thế. Nó rất là phù hợp cho các bạn mà thích lẩn mẩn. Còn cái này thì bia tập bắn hay là gì? Nó là cái gray card cái này. Gray card bằng này luôn, mới à. Để 18% gray để cân màu. Rồi bình thường em thấy nó hay có cái thẻ nhỏ nhỏ ấy. Đúng rồi, có color checker chị cũng có đây. Nhưng mà cái đấy nó rẻ và nó kiểu dễ dùng, nên là sẽ dùng để hướng dẫn cho các bạn trong khóa học. Giống như tập bắn. Khu bên này thì sao? Khu bên này thì sẽ là các loại đèn.
Đèn thì hôm nay chuyển xuống tầng quay podcast nhiều rồi nên là trên này sẽ chỉ còn một con đèn flash studio thôi. Còn mấy con đèn liên tục thì chuyển hết rồi, chóa, snoot. Chụp ảnh sản phẩm thì nó sẽ có nhiều những cái light modifier như này hơn, kiểu grid các thứ. Con này thì con này tác dụng nó như này? Tức là bình thường mình đánh đèn nó sẽ là rộng, đúng không? Đúng ánh rồi. Sáng thì diện rộng lắp chóa vào nó sẽ nhỏ lại một chút. Yeah. Grid này thì lắp vào chóa, nó sẽ lại thu nhỏ nguồn sáng. Nó vẫn là ánh sáng cứng nhưng mà nó lại thu lại. Đúng rồi, yeah. Tức là softbox thì là ánh sáng mềm thu đúng nhỏ, rồi. Còn cái này là ánh sáng cứng thu nhỏ. Nó sẽ có nhiều light modifier. Con này là như nào? Con này để quay sản phẩm ấy, gắn máy ảnh lên xong mình sẽ chạy slider. 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 Bình thường là mình toàn thanh dây các thứ, bây giờ nó là nghệ. Đó, nó sẽ rất nhiều thứ kiểu nhỏ nhỏ nhé. Hay là cái này chụp nền trắng chẳng hạn. Mình sẽ vặn cái này lên chân si xong mình đặt cái sản phẩm lên đây mình chụp. Thì mình sẽ đưa được cái đèn nó rất gần với sản phẩm. Mình sẽ không sử dụng cái kia, mình sẽ chỉ đặt lên một cái nhỏ nhỏ như này thôi. Đó. Còn đồ em để ý là mọi thứ để rất gọn gàng. Hôm nào mình cho mọi người room tour cái kho này mình ngập tràn. Lúc đầu em cũng để gọn được mấy ngày đầu. Nhưng mà rồi nó nhiều quá lắm. Thể... Gọn gàng là tình trạng của ế khách. Nhiều khách không bao giờ gọn. Đấy, hay là cái kẹp này, kẹp để chụp bay ấy, concept bay ấy, mình sẽ thò vào mình kiểu kẹp đồ bay 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 xong về mình xóa rig rồi sau đó là mình xóa đúng không? Mình xóa. Okay. Đó là những cái rig đây, ngăn này là chuyên để đựng những cái đồ rig kiểu như vậy, bàn xoay. Nói chung cũng đơn giản bởi vì chủ yếu là chị sáng tạo nội dung ấy. Ở đây còn phần mặt phía bên này thì nếu mà cần chụp ảnh sáng tự nhiên thì chị sẽ đặt station ở đây để lấy ánh sáng từ cửa sổ luôn. Góc này mọi người thấy trên video cũng rất nhiều. Thì là mình sẽ lấy ánh sáng là từ mình sẽ lấy góc này hay là góc ngang? Tức là mình sẽ ánh sáng vuông góc chứ hay là không, mình sẽ để tức là ánh sáng chiếu từ một bên sai lai. Tức là mình sẽ chụp từ góc này đứng ở đây chụp và ánh sáng nó sẽ chiếu như này thì sẽ là đẹp nhất. Còn nếu mình chụp ở đây nó sẽ là backlight, tức là nó sẽ hơi ngược sáng. Thì ánh chụp tự ánh sáng tự nhiên thì cứ sai lai là đẹp nhất. Đúng rồi. Thì nhưng mà cái đấy là bởi vì sai lai nó đẹp hay là nó dành cho những bạn không có kinh phí mua đèn? Thật ra là gọi là không có kinh phí thì cũng đúng. Nếu mà không có kinh phí mua đèn thì mình cứ ánh sáng tự nhiên mà chụp thôi. Thì cứ một cái cửa sổ như này đặt bên cạnh chụp là đúng auto đẹp. Thế còn thật ra đến lúc có kinh phí mua đèn rồi nhiều lúc vẫn thích cái kiểu mút chụp của kiểu tự nhiên ấy. Ánh sáng nhân tạo trông nó kiểu hơi bị giả quá thì mình có thể thích như ánh nắng chiều các thứ, mình không mất công giả lập 3 giờ mình đặt ra đây có những cái vệt nắng rất là đẹp. Mà nó đỡ cảm giác nó bị cứng đúng không? Những cái kia trông vào kiểu nó đôi khi nó chỉn chu, nó tròn trịa quá trông nó sẽ hơi giả một chút. Xu hướng gọi là ảnh mạng xã hội bây giờ mọi người thích những cái gì nó kiểu tạo cảm xúc hơn. Nên là đôi lúc và ánh sáng tự nhiên nó vẫn là một cái rất là hay. Đúng rồi. Nên là những cái video TikTok của em đôi khi em cũng dùng những cái video bằng điện thoại ấy để quay hậu trường thì nó cảm giác nó thật hơn và nó gần gũi người ta hơn. Còn cái kho không biết chị có thể cho em khám phá thử cái kho được. Em thấy cái kho là hơi bí hiểm ấy. Không biết là cái kho là chưa được dọn dẹp lắm nên nó hơi bị dã man mà thôi cũng được. Bên này thì không có đèn đâu nhé. Đây là gì chị? Không, đấy là mặt bàn thôi. Bàn thôi. Còn nền gỗ là nó là cái palette gì cả. Những thanh gỗ này thì khi mà mình xếp ra thì nó sẽ thành một cái mặt bàn để chụp sản phẩm khá là đẹp. Và chị có phải kiểu hà lên khò cho nó kiểu cũ không? Có, tức là mình mua palette thì mình phải sơn. Mình sơn xong mình lại mài xong mình lại sơn xong. Có khi đúng mình vứt lên trên sân thượng để nhiều năm tháng rồi. Cho trông nó kiểu càng bẩn càng cũ thì sẽ là càng đẹp. Đúng rồi. Đó, thì đôi khi là người ta muốn mới không được, mình cứ phải làm cho cũ kiểu nát bét đi thì chụp đúng, sản phẩm nó mới đẹp. Uầy. Đây, một bãi chiến trường là... giống kho nhá. Giống kho nhà mình nhá. Đó, thì đây là giấy nền này. Một trong những cái lợi thế của việc dùng phông cỡ nhỏ là mình sẽ có rất nhiều màu. Dùng phông cỡ lớn thì một cuộn phông rất là đắt. Cái tờ này thì nó sẽ rẻ hơn. Thôi em lấy hai màu này nhá, mỗi màu 2 mét. một cái này nó chỉ đúng 1 mét thôi. Là một giấy khổ cắt sẵn. Kiểu trông y như giống hệt mấy cái shop mà mình hay đi mua đồ để sản phẩm luôn. Đúng, shop cũng chưa chắc đã nhiều bằng ở đây đâu. Đấy, ví dụ như ở đây riêng gạch đá là chị 2 xô. Đấy, tức là bây giờ làm chủ ảnh sản phẩm là suốt ngày đi nhặt gạch thôi. Đây ngoài là... đường mà có cái thằng nặng là... hết. Xong rồi làm TikTok chị à.
mấy xô đây, đây này 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 cả xô này đấy, xô xô này có vẻ xô này hơn. Trông rồi mới gọi đây là gạch đá của thành phố, còn đây gạch đá trông có vẻ nông thôn hơn này. Nặng quá chào chào em đấy, thì còn nhiều đồ prop á, bát đũa ấm chén cái thứ hơi bừa một tí, sẽ rất rất nhiều style đa dạng luôn. Ừ, đấy, đồ Giáng sinh, đồ theo mùa vụ Tết là sẽ cất lên trên cao, khi nào có dịp thì mới xuống. Đây là những cái đồ cơ bản. Đấy, có những cái ống nghiệm, ống nghiệp phòng thí nghiệm ấy, nghệ nhỉ, phòng thí nghiệm cái thứ trông cái này trông cứ giống như đồ nghề để dân chơi, dân chơi sao ấy. Trông như mấy cái dân chơi hay hút xì xa các thứ đấy, nó sẽ có rất là nhiều thứ linh tinh ở trong này, cỏ rêu các thứ đằng sau lưng em kìa. Đây có cả prop tivi khá là to nhỉ. Vào đây sợ đổ cái gì không có tiền đền, có cả bia luôn mọi người. Đấy, sản phẩm clip hướng dẫn chụp chai bia. Ok, hy vọng là mọi người sẽ thích series đột nhập nhà các cao thủ quay phim chụp hình, để mình khám phá là đằng sau những thước phim đấy thì nó có những cái gì bí mật người ta. Thì nếu mà mọi người muốn mình đột nhập nhà thì mọi người có thể comment ở phía dưới để mình làm tập tiếp theo, và mình sẽ hẹn mọi người trong video tiếp theo. Peace.